Chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của công ty Hàng Cho Nó Việt Nam. Mình là Lượm Nhi, kỹ thuật công ty. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật auto thanh tự động dò thông số vi đi cho cái dòng đồng hồ gì i4 nói chung i4 dòng nào cũng được. Ở đây cụ thể mình sẽ sử dụng là mã là i4-2a nha. Rồi đầu tiên các bạn cần phải sử dụng, cần phải biết thứ nhất là mình phải vào mình kiểm tra nhấn nút mode và nút button qua trái, nhấn nút button tên trái trong 3 giây. Rồi vào kiểm tra giùm mình cái mục là chỗ bấm mũi tên lên, dò tới cái chỗ là CTRM control mode. Như vậy chúng ta có từ control mode nha. Ở thông số chỗ này các bạn phải để là PID nha. PID thì nó mới dò auto thanh được. Rồi bây giờ nhấn giữ nút mode và nút mũi tên sang trái để thoát ra. Rồi để bật được chức năng auto thanh tự động dò thông số PID thì các bạn nhấn giữ nút mode để nút mũi tên lên hai nút trong 3 giây, khi nào sáng đèn AT là được. Rồi sáng đèn AT. Rồi khi nào mà dò xong á thì cái đèn AT này tự động mất, thì cái chu kỳ dò của nó là 3 chu kỳ thì không tính bằng thời gian được, phải tính bằng chu kỳ nha, là nó sẽ tăng nhiệt lên xuống 3 lần như vậy thì nó sẽ dò xong. Giá trị mình đặt ở đây là cái giá trị mà nó sẽ dò quanh quẩn, nếu mà các bạn dò là 200 thì đặt 200, ở đây mình cần dò 100 thì nên 100 nha. Rồi ok, thì lúc mà các bạn dò PID thì các bạn phải cấp tải và hệ thống điều khiển cảm biến điện kia đầy đủ, chứ không phải là mua về dò xong rồi phải đem đi gắn lên máy, mà là gắn trực tiếp lên máy rồi mình mới dò được nha. Rồi nếu các bạn cảm thấy video này hay hữu ích, vui lòng để lại like, subscribe cũng như đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.